cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một trường đại học thu sai 37 tỷ đồng tiền mua sắm vật tư thực hành của sinh viên. Ngày 15 tháng 10, lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một, trường công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã lên tiếng về việc thu sai 37 tỷ đồng của sinh viên trong 2 năm học 2020, 2021 và 2021, 2022. Việc này được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán tại Trường Đại học Thủ Dầu Một giai đoạn 2015-2021. Thay vì trả lại cho sinh viên, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã nộp vào ngân sách nhà nước với lý do nhiều sinh viên đã ra trường. Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết số tiền nhà trường thu sai của sinh viên sau khi có kết luận của kiểm toán đã được nộp vào ngân sách. Ông Xuân nói mới nhận công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một từ tháng 8 năm 2023, do đó thời điểm trường thu sai tiền của sinh viên, ông không nắm rõ mà chỉ nghe báo cáo lại. Theo ông Xuân, số tiền thu sai của sinh viên là do thời điểm năm học 2020, 2021 và 2021, 2022, trường chưa tự chủ tài chính nên thu thêm tiền mua vật tư, hóa chất cho các tiết học thực hành của sinh viên. Sau đó, kiểm toán có đưa ra hai phương án, một là trả lại tiền cho sinh viên, hai là nộp vào ngân sách nhà nước. Thay vì trả lại cho sinh viên, trường đã chọn nộp vào ngân sách nhà nước với lý do có nhiều sinh viên đã ra trường. Theo ông Xuân, hiện ông đã giao cho Ban Tài chính của nhà trường giải trình cụ thể về vấn đề này. Được biết, Trường Đại học Thủ Dầu Một đang đào tạo khoảng 18.000 sinh viên. Từ năm 2022, trường mới bắt đầu tự chủ tài chính chi thường xuyên. Hiệu trưởng trường lên tiếng về thông tin di dời điều hòa hết 3,8 triệu trên một phòng. Liên quan thông tin chi phí di dời điều hòa hết hơn 3,8 triệu đồng từ phòng cũ sang mới, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã lên tiếng. Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải thông tin về việc di dời điều hòa của Trường Tiểu học Nghi Đức khiến dư luận quan tâm. Sáng đi họp phụ huynh, Thảo lắp điều hòa từ phòng cũ sang phòng mới hết 3,8 triệu đồng. Nhà trường không thông qua phụ huynh, tự ý lắp xong mới thông báo nộp tiền, một phụ huynh viết trên Facebook cá nhân. Đồng thời, phụ huynh còn thông tin, nhà trường yêu cầu phụ huynh ký biên bản bàn giao điều hòa cho trường toàn quyền sử dụng. Tuy nhiên, lớp của phụ huynh này không đồng ý theo phương án trên. Theo đó, ngày 13 tháng 9, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Nghi Đức thông báo một số khoản thu, trong đó có chi phí di dời và lắp điều hòa của 8 lớp từ phòng học cũ sang phòng học mới. Cụ thể, chi phí dây điện 3 pha 740.000 đồng, công tháo 300.000 đồng, vệ sinh 400.000 đồng, lắp 800.000 đồng, ống đồng 1.060.000 đồng, dây điện 270.000 đồng, ống nước 100.000 đồng, tổng cộng là 3.872.500 đồng trên một lớp. Chiều ngày 15 tháng 9, bà Lâm Thị Thúy Hòa, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức cho biết, các phòng học cũ đã xuống cấp, tường bị hư hỏng, do đó nhà trường tạm thời dùng dãy nhà 3 tầng chưa được bàn giao để kịp thời sử dụng vào năm học mới. Trước đó, ngày 25 tháng 7, nhà trường họp với ban đại diện cha mẹ học sinh bàn về một số vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và rời điều hòa 8 lớp học cũ. Bà Hòa thông tin, để hoạt động dạy và học của nhà trường đi vào nề nếp, nhà trường đã đưa hệ thống mạng vào làm trước. Quá trình lắp dây mạng, nhà trường cho phép di chuyển 16 điều hòa của 8 lớp cũ sang phòng học mới. Việc sử dụng 16 điều hòa trong phòng học và điều hòa của 5 phòng hành chính, đường dây điện cũ sẽ không đủ tải. Do vậy, nhà trường kéo một đường điện 3 pha riêng cho hệ thống điều hòa. Trong cuộc họp ngày 13 tháng 10, nhà trường cho biết sẽ hỗ trợ mỗi lớp 1,3 triệu đồng. Số tiền 2,5 triệu đồng còn lại sẽ do phụ huynh chi trả. Nhà trường đã mời 40 phụ huynh đại diện cho 20 lớp học lên giải trình, diễn giải rõ ràng về tiền công, vật liệu lắp điều hòa. Sự việc đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân xã, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vinh. Thông tin di dời một điều hòa hết 3,8 triệu đồng là không đúng sự thật. Số tiền 3,8 triệu đồng là để di dời 2 điều hòa trên một lớp. Lúc đầu có thể do cách hiểu, cách truyền đạt của giáo viên chưa đầy đủ, dẫn đến một số người chưa hiểu hết mọi việc, bà Hòa khẳng định. Bà Hòa cũng thừa nhận thiếu sót lúc triển khai di dời điều hòa, mới chỉ hội ý với ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 3 người mà chưa trao đổi với phụ huynh cả lớp. Vậy nhưng, theo hiệu trưởng này, thời điểm triển khai vào dịp hè nên chưa mời được tất cả ban đại diện phụ huynh của 20 lớp để xin ý kiến. Trả lời báo chí, bà Hoàng Phương Thảo, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Vinh cho biết, phòng đã nhận được báo cáo của nhà trường trước sự việc trên về giá kinh phí tháo lắp điều hòa phòng chưa kiểm tra. Đồng thời, phòng đã chỉ đạo Trường Tiểu học Nghi Đức tiếp tục vận động phụ huynh cùng đồng hành. Trường hợp phụ huynh không đồng tình, nhà trường phải tiết kiệm, bố trí nguồn khác để trả phí lắp điều hòa cho nhà thầu. một hiệu trưởng trung học cơ sở tử vong do bị ong đốt. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cai Lậy đã phân công thầy phó hiệu trưởng phụ trách điều hành hoạt động của trường trung học cơ sở Đoàn Thị Nghiệp sau khi thầy hiệu trưởng tử vong do bị ong đốt. Chiều ngày 15 tháng 10, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, thầy LHP, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đoàn Thị Nghiệp, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy đã tử vong sau khi bị ong đốt. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã phân công thầy hiệu phó, phụ trách điều hành hoạt động dạy và học của trường, thay thầy hiệu trưởng đã mất. Được biết, sáng ngày 11 tháng 10, thầy LHP từ nhà ở xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy đi đến trường trung học cơ sở Đoàn Thị Nghiệp tại thị trấn Bình Phú bằng xe mô tô thì bị ong bám vào người và đốt vào cổ. Đến trường, thầy P phát hiện người bị dị ứng và được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng đã tử vong. Qua giải phẫu tử thi, cơ quan pháp y đã phát hiện trên cổ nạn nhân còn lưu ngòi của một loại ong, chưa rõ loại ong gì. Phần lớn loài ong đều có nọc độc, tùy theo loài mà độc tính ít hay nhiều. Ngoài những loài cực độc như ong vò vẽ, ong đất, có loài ong tuy ít độc nhưng vẫn có thể gây ra sốc phản vệ cho người bị ong đốt, dẫn đến tử vong tùy thuộc cơ địa mỗi người. Phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo tại Đại học Thủy Lợi, Đại học Trà Vinh. Trong kết luận mới đây, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo của hai trường Thủy Lợi và Trà Vinh. Kết luận Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra một số điểm thiếu sót tại trường Đại học Thủy Lợi trong công tác tuyển sinh như ngành cơ học chất lỏng và khí đào tạo trình độ tiến sĩ 5 năm liên tiếp từ 2018 đến 2022 không tuyển sinh được. Cùng với đó, hai ngành trình độ tiến sĩ là kỹ thuật môi trường, kỹ thuật cấp thoát nước năm 2022 và 2023 cũng không tuyển sinh được. Về vi phạm, Thanh tra Bộ nhận thấy trường xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 các ngành kỹ thuật môi trường, kỹ thuật xây dựng công trình thủy vượt năng lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vi phạm Nghị định số 04 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Vi phạm này cũng lặp lại vào năm 2023 ở các ngành kỹ thuật cấp thoát nước, quản lý xây dựng. Theo đơn vị thanh tra, trách nhiệm thuộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh và bộ phận tham mưu về công tác tuyển sinh của trường. Thanh tra Bộ cũng chỉ ra điểm bất cập khi trường Đại học Thủy Lợi quy định thời gian tổ chức đào tạo chính quy từ 7 giờ đến 21 giờ 30, thứ Hai đến thứ Bảy. Điều này không phù hợp với khung thời gian quy định học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phương án xử lý, Thanh tra Bộ yêu cầu trường rà soát toàn bộ các văn bản, quy định nội bộ, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cần thực hiện xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quản lý quá trình đào tạo theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời bổ sung đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ theo từng chương trình. Trường có trách nhiệm rà soát báo cáo vụ giáo dục đại học, đề xuất hướng xử lý các ngành, cơ học chất lỏng và khí, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật cấp thoát nước khi không tuyển sinh được trong nhiều năm liên tiếp. Thanh tra cũng đề nghị trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân, trong đó có hiệu trưởng, hiệu phó khi để xảy ra thiếu sót, vi phạm nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với trường Đại học Trà Vinh, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra việc thành lập và hoạt động của hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2025 chưa đảm bảo đủ năm theo Luật Giáo dục Đại học. Trường chậm kiện toàn hội đồng trường, chưa đảm bảo thời hạn 6 tháng theo quy định. Đồng thời, quy chế hoạt động chưa quy định các nội dung như hình thức quyết định của hội đồng trường với từng loại hoạt động, thủ tục đề xuất, bãi nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, cán bộ. Trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trên thuộc về hội đồng trường, hiệu trưởng và các phòng ban chuyên môn tham mưu, kết luận thanh tra nêu. Trong công tác tuyển sinh thạc sĩ, trường Đại học Trà Vinh chưa ban hành quyết định học bổ sung kiến thức với thí sinh đăng ký dự thi 2021, sai quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trách nhiệm để xảy ra vi phạm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo sau đại học và phòng đào tạo. Thanh tra Bộ cũng chỉ ra trường này sai phạm khi không đảm bảo số lượng giảng viên khi tuyển sinh trình độ đại học hay vừa học vừa làm ngành luật, quy định cần tối thiểu 70% giảng viên cơ hữu. Quy định tuyển sinh và đào tạo từ xa cũng chưa rõ ràng cụ thể. Cùng với đó, trường sai phạm trong việc mở ngành tôn giáo học khi không có kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động, dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thanh tra Bộ cũng chỉ ra công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ của trường Đại học Trà Vinh thời gian qua chưa quy định cụ thể nội dung về thẩm quyền cấp bản văn bằng, chứng chỉ. Đơn cử như việc cấp bằng bác sĩ không ghi rõ chuyên ngành, bác sĩ đa khoa hay bác sĩ răng hàm mặt, sai quy định của Chính phủ về cấp phát bằng. Từ những thiếu sót sai phạm trên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản quản lý nội bộ về công tác tổ chức, quản lý, sử dụng viên chức theo quy định pháp luật. Hội đồng trường cần tăng cường công tác giám sát thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường. Về công tác tuyển sinh thạc sĩ, Thanh tra đề nghị trường sớm ban hành quyết định học bổ sung kiến thức với thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các khóa tiếp theo. Trường cần rút kinh nghiệm trong việc bố trí giảng viên các lớp liên kết, các lớp đào tạo từ xa, bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng dạy tối thiểu chương trình đào tạo theo quy định. Đồng thời, công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ cần rà soát, sửa đổi, bảo đảm đúng quy định cụ thể, chi tiết. Với những văn bằng đã cấp trước đó, trường có phương án xử lý bảo đảm quyền lợi cho người học. Thanh tra Bộ nhấn mạnh, trường báo cáo mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện việc in và cấp phát.